quay tạp hóa Yến 83, đường Đặng Huy Trứ, thành phố Huế. Mình đang mua và đặt hàng tại đây. Hôm qua thủ quỹ đã đặt hàng xong, giờ mình chỉ có chuyên chở. Xe chuẩn bị đầy hàng rồi. Ở cô gái thường xuyên giúp với bên đây. Rồi, ok chưa? Đây chưa?
Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin kính chào hai bác Niệm ở Mỹ cùng cháu nội là Lê Minh Hiếu và cùng gia đình, quý vị khán giả, bà con Sài Gòn thân thương của kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Bên đang có mặt tại ngôi chùa Đức Sơn thuộc thôn Cứ Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, nay là thành phố Huế. Nơi đây là một ngôi nhà đặc biệt. Trước đây bên biết thông tin sư cô Minh Tú cho hay có đến 130 trẻ mồ côi, mà trong đó bên chứng kiến các hoàn cảnh rất là đáng thương, cả bệnh đau, rồi liệt, rồi rất là nhiều cái khuyết tật khác nữa. Trong lúc bên đến thì bên cũng thấy một đoàn nước ngoài đang ghé thăm chùa. The pagoda has been built in around 1889 to 1995. So since then, so many Vietnamese organizations, the local and even though the foreigner organization coming and they support for these kids. Do you see these kids standing here? They are all orphanage. Yeah, they lost their parents. Yeah, and that's why, like the swimming pool and the houses where the children live. And now, Chào các cháu, mừng quá trời. Em giới thiệu cả cái phần quà ở đây ha, thưa sư. Dạ rồi, anh thưa sư và thưa quý nhà hảo tâm. Thì hôm nay em và anh Bình đã đến đây để chùa Đức Sơn và trao cho cả các nhỏ ở đây một số phần quà, như là ở đây thì có 24 bao gạo và đây là 10 trái dâu ăn. Dạ. Còn ở dưới đây là mắm không sữa tươi vì năm nhiêu. Dạ. Yeah. Và bộ lõ sườn non dành cho các cháu sơ sinh. Dạ. Nó cho em nhỏ như cơ bị suy nhược nặng lắm ạ. Dạ. Xin cảm ơn nhất là có sữa non, rồi có tiền, rồi có gà, có tất cả những cái mà chúng tôi nên cần. Xin cảm ơn quý anh em. Dạ con kính thưa sư, hôm nay con và người cộng tác là cô Hà Vi xin được đại diện hai nhà hảo tâm cùng đã từng gửi qua nhiều nơi giúp cho bà con. Đó là một cái niềm vui ngày ra trường của cháu Lê Minh Hiếu. Dạ, cháu vừa tốt nghiệp gọi là trường high school, chuẩn bị vào đại học, có cái thành tích cao trong học tập cho nên chi cháu có những cái phần quà. Và giờ cháu cũng dành lại một cái phần quà yêu thương là 200 đô kính gửi sư để mua hoặc là nộp học phí học tập cho các cháu. Dạ, Hà Vi đại diện cháu Lê Minh Hiếu gửi sư 200 đô. Dạ. Lê Minh Hiếu sư học tập của con là cuộc đời, nhất là ba mẹ sẽ hạnh phúc và sinh ai sẽ hạnh phúc, ba cả mẹ cũng hạnh phúc được. Dạ, dạ. Dạ, món quà 200 đô sư ạ. Dạ. Cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn Lê Minh Hiếu. Dạ thưa sư, cháu Lê Minh Hiếu là cháu nội của nhà hảo tâm thứ hai, đó là ông mẹ Niệm ở Mỹ. Dạ, dạ, dạ ông mẹ Niệm. Thì ông mẹ Niệm á, là gửi cho chúng ta phần quà tổng cộng có giá trị là 300 đô, bao gồm là 24 bao gạo, rồi 10 bịch dầu ăn, 10 kg đường, 5 hộp sữa Vinamilk và 4 lon sữa non giúp cho các cháu sơ sinh. Dạ. À, đây là cháu nhỏ mà xưa rất cần sữa non. Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, ôi chào, chắp tay Niệm luôn đấy. Dạ. Dạ, như vậy toàn cái phần quà hôm nay là hai ông cháu đã tặng cho các cháu ở chùa mình là 500 đô xưa ạ. Dạ.
Dạ, bây giờ các cháu cùng đồng thanh niệm Phật cảm ơn các nhà hảo tâm này. A Di Đà Phật, chúng con xin cảm ơn chú mẹ. Dạ. Dạ, cảm ơn sư đã hoan hỷ nhận các cái phần quà yêu thương thay cho các cháu. Dạ, 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 dạ. Đại diện của nhà học tâm kính chúc sư luôn khỏe và đón nhận thay cho các cháu nhiều cái yêu thương. Dạ, dạ. Dạ. Hôm nay đặc biệt cảm ơn cháu Lê Minh Hiếu, dạ, và ông mẹ nội đó là ông mẹ Niệm ở Mỹ, và nhiều cháu học rất giỏi, đạt thành tích cao, tấm lòng rất là bao la, yêu thương những người cơ cực hoàn cảnh. Dạ, 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 dạ. Dạ, cho con chụp cái ảnh và xong. Cảm ơn quay xin bao. Các cháu ơi, ra đây mau mau. Các cháu nhận qua rồi bây giờ. Vui vẻ, chạy toàn loạn vui chơi. Dạ, như vậy thì kính thưa hai bạc Niệm Mỹ, cũng như chú chào cháu Lê Minh Hiếu. Trong một buổi sáng bên thầy sư cô rất là bận, nhưng mà cũng đã hoan hỷ. Rất là hoan hỷ nhận cái phần quà yêu thương từ gia đình, từ cháu Lê Minh Hiếu và hai bạn Hành Niệm đã yêu thương. Đặc biệt là các cháu nhỏ phải nói rất là vui mừng mỗi lần có quà, có sữa như vậy. Có cái sự thỏa thích, đáp ứng cái nhu cầu ăn uống thêm khác một cái thời gian rất là dài. Bình và người cộng tác cô Hà Vi đã thực hiện cái nhiệm vụ mà hai bạn giao phó như vậy cũng đã xong. Một lần nữa, cháu xin chân thành cảm ơn hai bác, và cảm ơn đặc biệt cháu Lê Minh Hiếu. Tuy còn trẻ nhưng mà có cái lòng từ bi, từ tâm yêu thương rất là nồng ấm, cũng như là cảm ơn gia đình rất là nhiều. Bình và cô Hà Vi xin kính chúc hai bác cũng như cháu và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất, và đặc biệt là cháu trong cái tương lai sắp tới rất là thành công trong cái việc học tập của mình. Cháu Lê Minh Hiếu và mình cũng xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành, đã yêu thương, ủng hộ kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay, công tác thiện nguyện, và cũng xin cảm ơn cô Hà Vi. Em cũng xin cảm ơn quý bác và em Lê Minh Hiếu đã giúp đỡ cho trường Đức Sơn và trại trẻ một cuối các em ở đây. Dạ, cái phần quà yêu thương ha. Em xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt hai bác, tạm biệt cháu Lê Minh Hiếu và gia đình, cũng như quý vị khán giả. Mong rằng quý vị khán giả không quên ủng hộ, giúp cho mình cái tinh thần để làm cái kết nối yêu thương mạnh hơn bằng cách có ý kiến, subscribe đăng ký để cập nhật các thông mới nhất trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Theo chân mình cũng như là cô Hà Vi ở đây đi các cái nẻo đường đâu đó để gieo yêu thương.